Chào các bạn đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review dung dịch sát khuẩn. Chai này của mình sẽ có một cái công dụng đó là sát trùng da, niêm mạc trước khi phẫu thuật hoặc là tiêm chích, chăm sóc vết bỏng, sát khuẩn vết thương hở, tẩy uế dục dịch, dụng cụ y khoa cho trước khi chúng ta tiệt trùng bệnh nấm, hom da, hom kẽ ngón chân, ngón tay, nước ăn chân. Sản phẩm này sẽ có một cái dung tích đó là 125 ml, được là dung dịch bôi ngoài da. Lo sợ chú bé định quay về nhà thú thật với bố, nhưng sau một phút suy nghĩ, chú đi đến một nhà người bạn ở gần nhà hát. Trong vòng 10 phút, chú đã viết xong một kịch bản khác đem tặng cho giám đốc. Hôm sau, nhạc trưởng Leopold đến chơi nhà ông giám đốc. Trước đông đủ quan khách, ông giám đốc tươi cười nói với nhạc trưởng: "Bản nhạc của bác hay quá, mời bác nghe lại bằng đàn piano." Lúc đó, con gái ông giám đốc dạo những nốt nhạc đầu tiên. "Ồ, đâu phải nhạc của tôi," Leopold kêu lên. Chủ nhà vườn vui vẻ nói: "Không sao, bác thấy đúng là bản nhạc hay tuyệt không? Chúng tôi rất hài lòng và cảm động." Khi nhận được quà tặng này của bác, tiếng đàn vừa dứt, mọi người trầm trồ khen ngợi. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Ông vua và bác thợ giày nằm trong cuốn sách Chuyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Xây nhà trên trời được nằm trong cuốn sách Chuyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube mình. Hôm nay mình sẽ review viên sông Hương Tràm được nằm được có các công dụng đó là giải cứu, giúp làm thông thoáng mũi họng, giúp khoang mũi thông thoáng dễ thở, giúp hỗ trợ giảm viêm đường hô hấp. Hộp của mình sẽ gồm có 2 vỉ và mỗi vỉ 10 viên. Tức là trong một cái hộp này của mình sẽ gồm có 20 viên sông tinh dầu ngải cứu sông đỏ. "Hoàng thượng có nghe thấy tiếng chuông không ạ?" "Ta có nghe." Ngài đáp: "Thưa, đó là các tay thợ đang cố làm cho xong cái mái, nhưng về còn thiếu ít gỗ nên họ rung chuông đấy ạ. Xin hoàng thượng cho người chuyển gỗ lên." Nhà vua ngạc nhiên, làm sao có thể chuyển gỗ lên trời được? Ebu Navat thản nhiên đáp: "Thưa, có ạ."
Nhà vua đành ra lệnh cho quân lính khuân gỗ đến cho Abu Nawas. Khi quân lính tới, Abu Nawas vẫn dẫn họ đến chỗ gốc cây và buộc dây diều và bảo: "Leo lên đi, đây chính là con đường dẫn lên ngôi nhà đang xây." Đám lính bám vào sợi dây nhưng làm sao có thể leo lên được. Thế là Abu Nawas làm ra vẻ giận, nổi giận đùng đùng quá. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Nghèo của giàu trí tuệ được nằm trong cuốn sách Chuyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review câu chuyện Chiều khách được nằm trong cuốn sách Chuyện đọc lớp 4. Mình xin mời các bạn cùng mình lắng nghe câu chuyện. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ review giấy thủ công màu tím. Giấy thủ công màu tím này của mình sẽ có kích thước đó là 15 x 15 cm. Và giấy này là hình vuông nên các bạn có thể sử dụng cái giấy này với rất nhiều mục đích khác nhau. Chúng ta có thể ghép xé cắt dán, hoặc chúng ta có thể là gặp những cái hình, ví dụ như là chúng ta gặp những cái hình đồ vật hoặc những cái hình bông hoa bằng những cái tờ giấy màu như thế này cũng rất là ok. Giấy của mình sẽ là giấy màu hai mặt nên các bạn gặp có lỡ mà gặp sai mặt thì khi nó sẽ ra bên ngoài nó sẽ vẫn là màu tím. Một vị khách hàng hay gây phiền nhốt đến cửa hàng, nhuộm bảo vệ với người chủ cửa hàng: "Đề nghị ông nhuộm cho tôi một chiếc áo này thành màu mà trên đời này chẳng bao giờ có." Ông chủ cửa hàng vui vẻ nhận ngay. Khách mừng rỡ hỏi: "Vậy khi nào tôi mới có thể lấy áo?" "Chờ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Còn lại ngày nào cũng được."